Mặt trận Pokoros rực lửa, Nga đẩy nhanh nỗ lực giành lại Kurs trước ngày 1 tháng 10. Cuộc chiến tại miền đông Ukraine đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi các lực lượng Nga tăng cường nỗ lực kiểm soát thành phố chiến lược Pokoros. Đồng thời, Tổng thống Vladimir Putin đã đặt ra hạn chót yêu cầu quân đội Nga phải đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kurs trước ngày 1 tháng 10 năm nay. Trong khi Ukraine từng hy vọng rằng cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga hôm 6 tháng 8 sẽ buộc Điện Kremlin phải phân tán lực lượng từ Donetsk để chi viện cho Kursk, giúp làm chậm đà tiến quân của Moscow. Nhưng tình hình không diễn ra như mong đợi. Ban đầu, Nga đã điều 60% hoạt động không quân nhằm vào khu vực Kursk, nhưng sau đó chuyển hướng các đợt ném bom trở lại mặt trận miền đông Ukraine. Đặc biệt tại Pokoros, một chốt phòng thủ chiến lược của Ukraine. Pokoros có vị trí quan trọng vì nằm trên các tuyến đường tiếp tế quan trọng dẫn đến phần còn lại của Donetsk. Giao tranh nóng bỏng nhất hiện nay đang diễn ra xung quanh Pokoros, nơi đóng vai trò quyết định trong chiến lược phòng thủ của Ukraine. Theo nguồn tin từ Ukraine, quân đội Nga đã kiểm soát được 4 ngôi làng trong khu vực, từng bước tiến gần hơn đến thành phố trọng điểm này. Dữ liệu nguồn mở và báo cáo từ chiến trường cho thấy, lực lượng Nga đã đạt được bước tiến nhanh nhất trong khoảng 2 năm qua tại Donetsk và Luhansk. Vào ngày 10 tháng 9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow đã chiếm giữ nhiều lãnh thổ quan trọng quanh Pokrovsk, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng CDS của Ukraine cũng nhận định, trận chiến tại Pokoros có thể là đợt tấn công lớn nhất của Nga kể từ năm 2024. Quân đội Nga đang tiến quân từ nhiều hướng về Pokoros, bao gồm Torres ở phía Bắc và Kurakhov ở phía Nam. Gần đây, Ukraine đã báo cáo rằng họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga ở cả hai hướng này, nhưng áp lực từ phía Nga ngày càng gia tăng. CDS dự đoán Nga có thể sẽ sử dụng thành phố Silidov làm bàn đạp để tấn công Pokoros trong tương lai gần. Trong khi chiến sự ác liệt diễn ra ở Pokoros, Nga vẫn lạc quan về khả năng giành lại Kursk từ tay Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các lực lượng Ukraine đang bị đẩy lùi khỏi Kursk và tin rằng Moscow sẽ hoàn toàn kiểm soát khu vực này trước ngày 1 tháng 10, theo lệnh của Tổng thống Putin. Nga tuyên bố đã giành lại hơn 1 phần 10 trong số 1.300 km vuông mà Ukraine tuyên bố chiếm được trong 36 ngày qua tuy nhiên giới chức phương tây vẫn hoài nghi về khả năng nga giành lại phần lớn lãnh thổ bị ukraine chiếm đóng theo các nguồn tin từ phương tây ukraine đã chuyển sang thế phòng thủ sau khi nga bắt đầu thực hiện các cuộc phản công lớn tại biên giới phía nam các cuộc tấn công trên bộ của nga đã gặp khó khăn do thách thức trong việc di chuyển lực lượng quân sự lớn nhưng tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định cuộc tấn công của nga đang diễn ra theo kế hoạch tuy nhiên ông cũng thừa nhận quân đội Kiev đã mất một số thành quả trong cuộc phản công. Theo các nhà quan sát, mục tiêu chiến lược của Nga tại Kursk là cắt đứt các tuyến liên lạc trên bộ của Ukraine và chia cắt lực lượng đối phương. Quân đội Nga đang tăng cường các hoạt động tác chiến, tiến sát biên giới và chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định, Nga có thể tạm thời chia cắt lực lượng Ukraine tại Kursk trước khi tiến hành nỗ lực có tổ chức nhằm đẩy lùi hoàn toàn đối phương các nguồn tin từ nga cho rằng nhiều xe tăng và xe bọc thép đã tham gia vào chiến dịch tấn công này và các đơn vị tinh nhuệ của nga đang tích cực hoạt động tại đây mặc dù nga đã đạt được một số thành quả ban đầu các quan chức phương tây vẫn cho rằng moscow không có kế hoạch rút quân tinh nhuệ để thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn giới phân tích dự đoán chiến lược lâu dài của nga vẫn là bảo vệ lãnh thổ và duy trì áp lực lên các vị trí quan trọng của ukraine Ukraine có giữ được lãnh thổ đã chiếm ở Kursk. Cuộc tấn công táo bạo của Ukraine vào tỉnh Kursk, Nga, đã khiến nhiều đồng minh phương Tây bất ngờ và ấn tượng khi lực lượng Ukraine dễ dàng giành được quyền kiểm soát một số khu vực tại đây. Tuy nhiên, một tháng sau khi chiến dịch này diễn ra, các quan chức Mỹ và châu Âu vẫn đặt câu hỏi về mục tiêu cuối cùng của Kiev với 1.300 km vuông lãnh thổ Nga mà Ukraine tuyên bố đang nắm giữ. Phương Tây băn khoăn về ý đồ của Ukraine khi giữ Kursk lâu dài. Trả lời đài NBC News vào ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng chiến dịch này là một phần của giai đoạn chấm dứt chiến tranh. Ông tuyên bố Ukraine có kế hoạch giữ các vùng lãnh thổ này vô thời hạn và việc kiểm soát các khu vực thuộc tỉnh Kursk sẽ giúp Kiev có lợi thế trong các cuộc đàm phán với Nga. Zelensky cũng nhấn mạnh rằng, ngoài việc làm đoàn bẩy đàm phán, chiến dịch ở Kursk nhằm tạo ra vùng đệm an toàn để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc tấn công từ Nga Tuy nhiên, giới quan chức phương Tây bày tỏ lo ngại rằng Ukraine có thể phải từ bỏ Kursk nếu Nga tiến hành một cuộc phản công lớn. Mặc dù hiện tại Moscow chưa triển khai lực lượng lớn để đối phó với cuộc tấn công này, họ chỉ điều một số lượng nhỏ quân từ các mặt trận không căng thẳng như Kharkiv và Zaporizhia để chi viện cho Kursk. Đáng chú ý, Nga không giúp quân từ mặt trận phía đông Ukraine về Kursk như Kiev mong đợi. Điều này khiến cho áp lực đối với Ukraine ở khu vực miền đông vẫn rất lớn. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố rằng mặt trận miền đông Ukraine là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga. Nhiều quan chức phương Tây lo ngại rằng chiến dịch của Ukraine ở Kursk sẽ tốn kém và phức tạp. Lực lượng Ukraine đang bị giàn mỏng trên nhiều mặt trận, trong khi Nga liên tục tăng cường tấn công tại phía đông, đặc biệt là ở thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Điều này khiến Kiev gặp khó khăn trong việc duy trì các vùng đất đã chiếm được tại Kursk. Về kế hoạch sử dụng Kursk như một con bài thương lượng, một số đồng minh phương Tây lo ngại rằng Ukraine có thể không giữ được khu vực này đủ lâu để tạo đòn bẩy cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Hơn nữa, Moscow nhiều lần khẳng định sẽ không đàm phán về vấn đề lãnh thổ Nga, làm cho triển vọng hòa đàm trở nên xa vời. Mặc dù cuộc tấn công của Ukraine và Kursk đã thu hút sự chú ý, các quan chức phương Tây vẫn giữ im lặng về chiến dịch này và không muốn công khai khuyến khích một động thái có thể khiến căng thẳng leo thang. Kiev đã nhiều lần yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Nhưng các đồng minh của Ukraine dường như chưa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này. Giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, ông Seth Jones cho biết, có rất ít bằng chứng cho thấy Ukraine đang xây dựng các công sự bảo vệ các vùng đất đã chiếm được ở Kursk. Điều này cho thấy Ukraine có thể chưa sẵn sàng cho một cuộc phòng thủ quy mô lớn và dài hạn. Tuy nhiên, ông Jones cũng không lại trừ khả năng Ukraine sẽ tiến xa hơn và tiếp tục chiếm thêm lãnh thổ Nga. Theo tùy viên quốc phòng cấp cao của Ba Lan tại Washington DC, ông Christoph Nobet, cuộc tấn công vào Kurs là một ví dụ về cách tiếp cận sáng tạo của Ukraine đối với chiến tranh. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Nga có thể sẽ phản công và việc duy trì các tuyến tiếp tế của Ukraine tại Kurs sẽ trở nên khó khăn hơn khi mùa đông đến. Hiện tại, lực lượng Ukraine tại Kurs phụ thuộc vào nguồn điện từ tỉnh Sumy của Ukraine do nhiều cơ sở hạ tầng điện tại Kurs đã bị hư hại trong bối cảnh nhiều nhà máy điện và hạ tầng năng lượng tại Ukraine bị Nga tấn công trong những tháng qua, tình trạng mất điện trên diện rộng đã xảy ra và làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông năm nay. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, dù ban đầu mang lại những thành công đáng kể, vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Câu hỏi liệu Kiev có thể giữ vững và tận dụng Kursk làm đoàn bẩy trong các cuộc đàm phán với Nga vẫn chưa có lời giải. Khi mùa đông đến gần và sức ép từ các mặt trận khác gia tăng, Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn về chiến lược giữ hoặc rút lui khỏi khu vực này. Trong khi đó, phương Tây tiếp tục theo dõi tình hình với sự thận trọng, lo ngại rằng những bước đi sai lầm có thể đẩy cuộc xung đột sang một giai đoạn căng thẳng mới. Moscow cáo buộc Mỹ thực hiện chính sách kiềm chế Nga, Trung Quốc tại diễn đàn hương sơn thứ trưởng quốc phòng nga alexander fomin đã lên tiếng cáo buộc mỹ thực hiện chính sách kiềm chế nhằm vào cả nga và trung quốc theo hãng tin tass trong bài phát biểu của mình ông fomin nhấn mạnh rằng chính quyền washington đang thúc đẩy các biện pháp nhằm hạn chế sức ảnh hưởng của moscow và bắc kinh ông fomin cũng chỉ ra rằng trong khi nga và trung quốc cùng nhau ủng hộ việc thiết lập một trật tự thế giới đa cực dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau thì các nước phương tây đặc biệt là mỹ lại đang chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh mới tại khu vực châu Á, thông qua việc thiết lập các khối an ninh mới trong khu vực. Điều này được xem là một phần trong chiến lược dài hạn của Mỹ nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của các cường quốc lớn. Cũng tại diễn đàn, ông Fomin cho biết thêm rằng, Nga đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine khi phải đối mặt với nhiều loại vũ khí hiện đại từ phương Tây. Theo ông, những kinh nghiệm này đã giúp Nga hiểu rõ hơn về các phương thức tác chiến mới trong chiến tranh hiện đại và chứng minh khả năng vượt trội của vũ khí Nga trong việc đối phó với các khí tài của phương Tây. Hãng tin RIA cũng dẫn lời ông Fomin khẳng định Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và phương thức tác chiến này với các đối tác chiến lược. Ông cho rằng chiến dịch quân sự tại Ukraine không chỉ thay đổi bản chất của chiến tranh hiện đại, mà còn là cơ hội để Moscow và khẳng định khả năng quân sự vượt trội của mình trên chiến trường quốc tế. Những phát biểu này của ông Fomin tiếp tục khẳng định lập trường của Nga trong việc đối phó với chính sách kiềm chế từ phương Tây và sự quyết tâm của Moscow trong việc duy trì và bảo vệ trật tự thế giới mới mà họ và các đối tác như Trung Quốc đang thúc đẩy. WHO chuẩn bị thực hiện cuộc sơ tán y tế lớn nhất từ Gaza kể từ đầu cuộc chiến. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo sẽ tiến hành cuộc sơ tán y tế lớn nhất từ Gaza kể từ khi chiến sự bùng nổ. Theo WHO, Ít nhất một phần tư số người bị thương trong cuộc chiến đã phải chịu các chấn thương nghiêm trọng, gây ảnh hưởng vĩnh viễn đến cuộc sống của họ. Vào thứ Tư, WHO phối hợp cùng các đối tác đã sơ tán 97 bệnh nhân nặng và bị thương từ Gaza đến Abu Dhabi để được điều trị chuyên khoa. Ông Rick Pipercon, đại diện WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine xác nhận đây là cuộc sơ tán lớn nhất từ tháng 10 năm 2023. Những bệnh nhân được sơ tán đang mắc các bệnh như ung thư, chấn thương nghiêm trọng và nhiều vấn đề sức khỏe phức tạp khác. Tổng Giám đốc WHO, ông Teodos Adhanom Ghebreyesus ca ngợi đây là một chiến dịch rất phức tạp, đã được thực hiện thành công dù phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy hiểm. Bệnh nhân cùng 155 người đi kèm đã được vận chuyển từ 4 địa điểm khác nhau tại Gaza đến một bệnh viện trung tâm trước khi lên đường bay đến Abu Dhabi. Đặc biệt, việc sơ tán những bệnh nhân ở khu vực phía Bắc Gaza là vô cùng khó khăn do tình hình an ninh và khả năng tiếp cận hạn chế. WHO cũng cảnh báo về tình trạng y tế tại Gaza khi hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp nhiều khó khăn. Tính đến tháng 7, ít nhất một phần tư số người bị thương ở Gaza gặp phải các chấn thương nghiêm trọng. Nhiều người cần phải cắt cụt chi và sẽ phải phục hồi chức năng trong nhiều năm. WHO ước tính có từ 13.455 đến 17.550 trường hợp bị thương nặng ở tay hoặc chân, trong đó có khoảng 3.105 đến 4.050 ca phải cắt cụt chi. Ông Pipercon nhấn mạnh, nhiều bệnh nhân không thể nhận được sự chăm sóc cần thiết do tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong hệ thống y tế tại Gaza. Hiện tại, chỉ có 17 trong số 36 bệnh viện ở Gaza còn hoạt động một phần và nhiều dịch vụ y tế cơ bản thường xuyên bị gián đoạn hoặc không thể tiếp cận.